Dạ, bên cạnh những cái dòng mà mai cúc từ 16 cho đến 40 cánh thì hoa rất là khá là to đẹp, thì cũng còn có những cái dòng dảo, thì thường là dảo nó sẽ có từ 8 đến 12 cánh, hoa cũng rất là to, ví dụ như là hoa dảo siêu nụ nè quý cô chú anh chị. Hoa thì rất rất là xinh xắn luôn, hoa rất là to. Hoa thì có từ 8 đến 12 cánh và nụ rất là nhiều. Mặc dù đây là những cái cây non nè quý cô chú anh chị thấy là cây nó rất là dễ ra nụ luôn. Hoa rất là to, rất là đẹp. Thì một cây như thế này thì có giá là 70.000, chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên nó là khoảng là 30 cho đến 35 cm. Và khi mua hàng ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì quý cô chú anh chị hãy yên tâm, mình không có nhất thiết là mình phải lấy một cái combo là 5 cây dảo đâu, mà mình có thể lấy mỗi loại một cây, miễn sao kết hợp lại đơn hàng thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Thì hiện tại những cái dòng này thì Ngọc Ngân có hơn 50 loại, từ những dòng dảo cho đến những dòng cúc. Thì quý cô chú anh chị cần loại nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nhé. Hoa rất là to đẹp luôn đó quý cô chú anh chị. Và cái loại này thì mình trồng rất là nhanh lớn luôn.